muốn quay video hay là chụp ảnh bằng cam thường mà nó sáng và mịn da như thế này thì anh em mình hãy tận dụng ánh sáng ở ngoài trời và nhớ là quay cái mặt mình về hướng ánh sáng á và tiến hành chụp ảnh là sau còn nếu mà ở trong nhà mà vẫn muốn sáng và đẹp như thế này thì anh em mình cần thêm cái đèn trợ sáng cái này là đèn sóc bóc trợ sáng với công suất của mình là 500w nha anh em và cái chân đèn này của mình đó là cao 2 mét nha Anh em mình có thể điều chỉnh lên xuống thoải mái luôn Nhưng mà có điều á, cái chân này nó hơi nhẹ Cho nên là anh em mình để cao quá thì nó sẽ dễ bị ngã Anh em mình cẩn thận phần này nha trên đèn thì có công tắc để anh em mình tiện lợi bật tắt và cái nút này để điều chỉnh được cường độ ánh sáng. Mình nhấn trực tiếp vào cái nút này để có thể thay đổi được ánh sáng trắng hoặc vàng để phù hợp với nhiều mục đích quay video hay chụp ảnh hơn nếu như mà mình đứng quay ở xa đèn thì anh em mình có thể điều khiển bằng cái remote này và ánh sáng hiện tại là ánh sáng mình đang có đèn sóc bóc bây giờ nam tắt đèn sóc bóc nha đấy một sự khác biệt quá lớn đúng không nè bây giờ mình bật lên khi có đèn á, thì ánh sáng nó sẽ tốt hơn nó giúp ra mình sáng hơn và mịn hơn đấy có cái đèn sóc bóc này ở nhà rồi thì anh em mình khỏi phải lo vì mỗi ngày mình đều có ảnh đẹp đều có thể quay video hay là mình livestream để kiếm tiền từ mạng xã hội quá êm đúng không nè đèn shop bóc thì nam để ở đây nha